Dốc dáng này không lầm vào ai được, chính là mẹ của mình mà. Thiên Bách. À, Khanh hả? Vô nhà chơi đi con. Dạ thôi, con ở đây chơi với Thiếm à. Có gì đâu mà chơi, Thiếm đang trồng hoa mà. Ừ. Thì con ở đây phụ với Thiếm. Con thích hoa bên xe lắm. Ừ. Ở bên nhà con á, có một vườn hoa bên xe luôn á. Ừ, Thiếm thấy rồi, con cũng khéo chăm sóc lắm đó. Là mẹ dạy cho con đó. Mẹ con thích hoa bên xe lắm. Vậy hả? Thiếm và mẹ con có sở thích giống nhau lắm sao? Không chỉ là sở thích đâu, mà ngay cả cách ăn nói, cử chỉ đi đứng đều rất là giống. Mẹ, mẹ tin đi, mẹ là mẹ của con đó. Mẹ. Con lại lầm nữa rồi, Thiếm không phải mẹ con. Con xin lỗi, nhưng con không thể nào nghĩ khác được. Có đúng không Khanh? Dạ đúng. Mẹ con tên Nhã, còn chồng mới của mẹ con tên là Tường. Sao vậy? Sao vậy? Sao Thím nhìn con dữ vậy Thím? Mẹ con đúng tên Nhã thiệt sao? Thím nghe Như nói gia đình con kinh doanh hàng mỹ nghệ, nhưng mà lúc đó Thím không để ý lắm. Thật là mẹ con tên Quỳnh Thị Nhã phải không? Còn bà ngoại con tên gì? Bà ngoại là Nguyễn Thị Hạnh, còn ông ngoại là Quỳnh Kính. Nhưng mà ông bà ngoại con đã chết từ lúc mẹ con còn nhỏ rồi. Còn ông nội là Nguyễn Thành Tính, còn bà nội là tên là... No. Con không cần phải nói tới bên nội nhiều vậy đâu. Thím chỉ biết tên ông ngoại bà ngoại thôi. Vậy con có biết gì con tên gì không? Dạ không, con không có gì, con cũng không có nghe mẹ nói nữa. Con có khi nào nghe mẹ con kể là mẹ con có chị em không? Dạ không, con không có nghe mẹ nói gì hết. Thím, sao vậy? Con có làm gì Thím giận không mà sao Thím lại nhìn con dữ vậy Thím? Hả? Thím. Thím, Thím không có giận con. Thím chỉ muốn biết chuyện liên quan tới con thôi. Chờ một lúc nào đó con sẽ biết. Con gái à, bỏ ngủ trưa nữa hả? Sao nói hoài mà con không nghe vậy? Tôi ngủ không được. Lại nôn qua nhà chị Như để gặp Thím Bách chứ gì? Mẹ, chứ không phải Thím. Cô cũng kiên trì, như vậy cũng hay. Để tôi tìm hiểu ra sự thật. Cái gì cũng phải từ từ, không phải là lúc này. Cô cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Nhưng mà tôi đợi không có nổi đâu. Tôi sẽ làm mọi cách để cho mẹ nhận ra tôi á. Ủa, mà anh đi đâu vậy? Tôi đi tìm cô để nói là tạm biệt. Tôi có công việc gấp phải trở về thành phố, nhưng sau đó tôi sẽ trở lên đây. Sao, buồn hả? Ai thèm buồn, vui thì có. Vậy thì cô không thể vui được lâu đâu. Tuần sau tôi sẽ trở lên đó. Chúc đi vui vẻ. Không có tôi, không bị ai kèm cặp, chắc cô vui lắm hả? Nhưng tôi nói trước, cô đừng suốt ngày
cứ tìm cách bám víu thím Bách nha. Như vậy là làm phiền người ta đó. Cô có tình thương thật, nhưng mà thím Bách thì không thể nào cảm nhận hết được đâu. Tôi biết là nói ra sẽ làm cho cô buồn, nhưng tôi phải nói. Cô cố gắng kiên nhẫn đi, rồi có lúc tôi sẽ tìm ra được sự thật cho cô. Cô có tin tôi không? Tin. Nhưng mà vì chứ chuyện này á, tôi không có kiên nhẫn nổi. Biết thím Bách không phải là mẹ của tôi rồi đó, nhưng mà tôi vẫn muốn gần thím. Tôi đâu có làm phiền gì đâu mà anh sợ. Tôi không sợ, nhưng tôi lo cô làm phiền thím Bách, rồi thím Bách sẽ tránh mặt cô. Lúc đó cô sẽ buồn và hụt hẫng hơn nữa. Cô có hiểu không? Hiểu. Miệng nói thì hiểu, nhưng nhìn mặt cô á, tôi biết cô không hiểu gì hết. Vì cô cứ đắm chìm trong tình cảm. Bà kể cũng kỳ lạ, cô lớn tuổi chừng này rồi, người ta cũng đã lấy chồng từ lâu rồi, sao cô cứ như con nít vậy? Thì anh có mẹ đâu mà anh hiểu. Trời đất, vậy chứ tôi từ đâu ra? Từ trên trời rơi xuống hả? Ý tôi không phải vậy. Tôi nói là anh không có thân với mẹ như tôi, cho nên anh không có muốn gần mẹ như tôi. Ước gì cô cũng có nhu cầu ở gần tôi, như vậy đỡ phải rắc rối hơn. Tôi cũng muốn ở gần anh lắm, nhưng mà không thích bằng ở gần mẹ. Nói tới nói lui thì cuối cùng cô cũng đòi mẹ. Vậy mai mốt cô về nhà chồng sẽ làm sao? Chẳng lẽ đòi mẹ về nhà chồng luôn sao? Hoàn cảnh của tôi, mẹ có nhìn đâu mà đòi. Nếu đúng như vậy á, thì con bé đó chính là cháu của thím. Tại vì nó kể về ông bà ngoại nó rất đúng. Chỉ tiếc á, là nó không kể về người dì. Chắc là chị Nhã không kể cho nó biết nó còn một người dì nữa. Nhưng dù sao thím có thể khẳng định nó là cháu của thím đó. Trời, con cũng cầu mong cho đó là sự thật đó. Nếu như đó là sự thật thì nó có một người gì vẫn đỡ hơn là đơn độc một mình. Nhưng khoan nói chuyện này với con bé, bởi vì mình là người lớn, nếu không phải thì cũng không sao. Nhưng con bé mà nó bị hụt hẫng lần nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đó. Vấn đề bây giờ mà mình phải tìm hiểu là chuyện gia đình của chị Nhã. Chú à, con đã hiểu được ý của chú rồi. Cái vấn đề quan trọng bây giờ, chú muốn tìm hiểu về ông Tường đúng không? Ừ. Vấn đề thực ra ở đây là sau khi vợ ông ấy mất chưa đầy một năm, mà ông ấy đã ngang nhiên đẩy con riêng của vợ ra khỏi nhà, và ngang nhiên đưa người vợ cũ và con gái của mình về. Lật ngược vấn đề, có phải ông ta cưới cô Nhã là có ý đồ không? Nếu lập luận như vậy á, thì phải đặt luôn vấn đề cái chết của chị Nhã có phải là do tai nạn hay là có sự sắp đặt. Hả? Trời ơi, nếu mà đó là sự thật thì đây là một vụ giết người khủng khiếp lắm đó. Đúng không chú? Ừ. Trời ơi, mà mình đâu có thể nào kết luận một cách vội vàng như vậy được. Nhưng mà mình cứ coi đây là một nghi vấn, chắc chắn mình sẽ tìm hiểu sự thật về cái chết của bà Nhã. Chuyện này mọi người nên giữ kín nha, không được để cho con bé nó biết. Tại vì để cho nó phải tìm hiểu chuyện của người lớn thì khổ cho nó lắm đó. Con cũng thấy vậy, nhưng vấn đề quan trọng ở đây mình phải tìm hiểu lý do cái chết của cô Nhã. Cô Nhã chết ở bên nước ngoài, kết luận là do tai nạn.
Xác thì đã đem về, thủ tục thì đã xong xuôi hết. Bây giờ thực ra mình muốn điều tra lại cũng rất là khó, không biết bắt đầu từ manh mối nào nữa. Ừ, còn nói chuyện này ra không biết chú thím có tin không, chứ thật ra con có biết một nhà ngoại cảm đó, bả là thạc sĩ tâm lý. Hồi kỳ con có chứng kiến một cái gia đình kia đi tìm xác con mà tìm hoài không được, mà vẫn lại gặp bả, bả tìm được luôn đó chú thím. Em ơi, cả gia đình của mình á đang rối tung vì ba cái chuyện này. Tự nhiên rồi em nói ba cái chuyện liêu trai đó làm cái gì? Nếu mà nói như em vậy á, công an cần gì phải điều tra những vụ án giết người? Chỉ cần nhờ nhà ngoại cảm á, gặp người cõi âm, điều tra, xong, khỏi cần mất công phải đi tìm. Con không có biết á, là chính xác tới mức nào, nhưng mà hồi kỳ á, là con tận mắt con chứng kiến. Tìm cái xác con mình á, mấy năm trời không tìm được, rồi cuối cùng á, tìm đến gặp cái bà ngoại cảm đó. Bà mới gọi cái hồn cái cậu đó về, rồi cái hồn của cậu đó mới chỉ ra cái chỗ mà cậu đó đang nằm đó. Rồi nguyên gia đình đến tìm á, thì thấy cái xác thật sự, xương cốt đem về chôn lại luôn đó. Chú cũng có nghe người ta nói như vậy, nhưng mà chuyện đó thì hiếm hoi lắm. Vì nếu nhờ được người cõi âm thì người ta đâu có cần phải khó khăn để giải quyết ba cái chuyện trần gian. Em á thì không biết là cái chuyện đó có thật hay không, nhưng mà em nghĩ mình cứ tới thử đó xem sao. Nếu đúng á thì mình tìm ra manh mối, nếu không đúng á thì mình cũng đâu có mất gì đâu. Chú, chú thấy sao chú? Thì thím nói như vậy, con cứ làm thử coi. Ừ, dạ. Bà Nhã bảo rằng bà và bà ấy là hai chị em song sinh với nhau. Hai chị em ly tán trong chiến tranh. Cách đây 2 năm, hai chị em mới gặp lại nhau. Có đúng như vậy không? Đúng. Chuyện này chỉ có hai vợ chồng tôi biết. Chúng tôi có hẹn uống cà phê ở Paris, nhưng tôi đợi hoài không thấy chị tới. Cách đây 2 năm, vào ngày 28 tháng 10, họ đã tổ chức đi hưởng tuần trăng mật ở Paris, và cũng là dịp để hai chị em được tương phùng. Bà và bà Nhã đã hẹn nhau ở quán cà phê, nhưng sáng hôm đó bà Nhã không tới. Bà đã chờ bà Nhã rất lâu, sau đó bà đi về và gọi điện về hỏi thăm bà Phương. Đúng, buổi sáng đó tôi đợi chị rất lâu, không thấy chị tới. Tôi có gọi điện thoại về Việt Nam hỏi bà Phương. Bà Phương là người cùng quê với hai chị em tôi. Chính nhờ bà ấy mà hai chị em tôi mới liên lạc được với nhau. Nhưng mà tôi hỏi bà Phương thì bà Phương không biết gì cả. Bà cố nhớ lại chuyện này đi. Dạ có không thím? Có, có. Chuyện gì vậy em? Đúng, đúng là giấc mơ có thật. Nhưng mà đêm đó chị Nhã hiện về. Đúng là tôi có nằm mơ thấy chị Nhã. Bà Nhã bảo khi vừa tới Paris và chưa kịp nhận phòng thì ông Tường đã rủ bà Nhã đi dạo trên con thác. Bà Nhã bảo rằng bà rất mệt, nhưng ông cố nài nỉ. Và ông Tường đã cố giết chết bà ấy, sự việc có bà Minh thấy. Chị tôi có nói là, chị có nói với ông Tường là chị ấy có chị em gái song sinh không? Vì chưa khẳng định được bà có phải là chị em song sinh của bà ấy không, nên bà Nhã chưa nói với ông Tường. Tôi biết rồi.
Bây giờ bà Nhã muốn nói chuyện về cô Diễm Khanh. Vào đêm hội Halloween, cô Diễm Khanh vui chơi ở nhà người bạn. Ông Tường gọi điện thoại bảo cô Khanh về, sau đó thông báo cái chết của bà Nhã. Cô Khanh đã ngất xỉu, sau đó bị sốc nặng. Dạ. Chuyện này cô có biết không Như? Dạ có. Con nhớ hình như có một lần Diễm Khanh nó kể là nó đang đi chơi, rồi nó về nó nghe tin mẹ nó mất, rồi nó ngất xỉu. Thiệt là tội nghiệp cho cháu tôi quá. Trong thời gian cô Diễm Khanh còn chưa trở lại bình thường, ông Tường đã thuê một cô gái giả ma quỷ để nhát cô Khanh. Cô Khanh vì quá sợ nên phản ứng bất thường. Ông Tường lấy cớ đó nên đưa cô Diễm Khanh vào bệnh viện tâm thần. Đúng rồi đó thím, Khanh nó có thời gian ở trong bệnh viện tâm thần đó thím. Thiệt là tàn nhẫn quá mà. Thật ra bà Nhã không thích đi tuần trăng mật riêng với ông Tường, nên rủ thêm một người bạn đi, đó là bà Minh. Bà hãy tìm hiểu thêm thông tin từ bà Minh. Bà hãy tìm gặp bà ta, bà Minh sẽ giúp cho bà rất nhiều điều mà bây giờ bà Nhã không thể nói ra. Bà Nhã bảo rằng bà hãy liên lạc với bà Minh, sẽ có một vụ kiện rất lớn, bà Minh sẽ giúp cho bà thắng kiện. Nhưng mà kiện ai? Kiện chồng của bà Nhã. Rồi làm sao tôi liên lạc được với bà Minh? Con không biết thật hư chuyện này như thế nào, nhưng dù muốn dù không thì chúng ta vẫn phải tin vào lời của nhà ngoại cảm. Bởi vì chỉ có vậy thì chúng ta mới tìm ra được manh mối mà thôi. Mình phải có sự chuẩn bị thật kỹ càng thì mới có thể khống chế được ông ta. Dạ. Theo con thấy, ông ta không có dễ đối phó đâu. Một người mà có thể dạch ra một kế hoạch để hãm hại bà Nhã như vậy thì không tầm thường chút xíu nào hết. Bởi vì chúng ta phải có kế hoạch thật là kỹ lưỡng, chu đáo mới mong dạch mặt được ông ta. Nghĩ tới ông ta, em rùng mình khiếp sợ. Em đừng lo, chúng ta sẽ buộc ông ta phải trả giá. À, chú à, mình có thể nhờ Khang giúp đỡ. Bởi vì theo con biết á, là Khang rất thân với lại gia đình bên đó. Thời gian tới, mọi người sẽ phải mệt mỏi lắm đây. Dạ, thôi chuyện này mình tính sau đi chú. Chuyện ông Tường á, mình tính sau đi. Chuyện trước mắt á, là chuyện của Diễm Khanh đây nè. Con bé nó cứ quấn quýt bên em hoài à. Một hai cứ gọi em là mẹ. Chắc nó cảm nhận được quan hệ huyết thống với em. Bây giờ em mới hiểu tại sao em lại thấy thân thuộc với nó. Diễm Khanh nó không còn mẹ, bây giờ bù lại nó có được người gì, như vậy con thấy cũng đỡ hơn đó. Chứ để nó đơn độc một mình thì tội nghiệp nó quá. Thím thấy không nên nói cho nó biết sự thật, cứ để nó nghĩ thím là mẹ nó. Vấn đề là làm sao mình giải thích cho hợp lý với con bé thôi. Sao em không chịu nói thật? Nói dối làm chi cho sự việc càng thêm rắc rối? Mình đã nhận nó làm con thì con nuôi hay con ruột gì mình cũng thương nó như nhau. Nói dối làm gì? Cứ nói thiệt đi em à. Em không muốn con bé bị ám ảnh. Tại vì em đã từng mất mẹ, cho nên cảm giác đó đau khổ lắm. Em muốn là con bé nó nghĩ là mẹ nó mất trí nhớ, vậy nó đỡ đau khổ hơn anh à. Cái đó thì vẫn được, nhưng mà còn chuyện thím kết hôn với chú, mình phải giải thích làm sao đây? Thím sẽ có cách. Coi như chuyện này chỉ có bốn người mình biết thôi. Vợ chồng cháu Như nhớ giữ bí mật nghe chưa? Thím ơi, anh Khang với lại Diễm Khanh thương nhau lắm đó. Mình có nên nói cho anh Khang biết không? Nếu con bé có được bạn trai như vậy thì thím không lo. Cái đó tùy con thôi.
Nhưng mà thím định nói với Diễm Khanh sao? Thím phải nói cho con với anh Đông biết, để mà con với anh Đông còn nói chuyện ăn rơ nữa chứ. Trước mắt á thì thím sẽ tìm hiểu về mẹ nó. Chỉ có như vậy á thì thím mới là mẹ của nó được. Còn á, tự nhiên con thấy có chuyện gì đó nó không có ổn lắm đó thím. Bây giờ mình giấu nó thì được rồi đó, nhưng mà lỡ mai mốt mình kiện ông Tường á, rồi sự việc đưa ra ánh sáng, mọi chuyện cũng sẽ bể hết trơn à. Rồi nó cũng biết à. Lúc đó mình sẽ tính. Chứ để nó biết á, chắc chắn là nó quan tâm tới chuyện điều tra và tìm hiểu về cái chết của mẹ nó. Như vậy thím thấy tàn nhẫn với nó quá. Nó sẽ bị ám ảnh suốt đời đó. Nhìn giống tướng mệnh Phụng phu nhân quá nha. Làm ơn bỏ tay giùm tôi xuống đi bà nội. Ông làm gì mà cứ mở miệng ra là trách móc tôi vậy? Sao ông khoái quan tâm đến tôi vậy? Đâu có rảnh đâu quan tâm tới bà. Tại cái điệu bộ cử chỉ của bà tôi bị con mắt quá. Muốn làm ngôi sao á thì lo luyện tài năng đi, lúc đó thì tự tỏa sáng thôi. Phong cách làm nên tên tuổi mà. Bà càng tưởng mình là sao là bà càng mờ thôi. Ông mà còn nói chuyện cái đó đừng có trách tôi à nha. Tôi làm gì kệ tôi. Mở miệng là dạy đời ta. Thấy phát bực. Ai... ngồi đây nghe mấy đứa ca sĩ không chuyên hát nữa phát bực. Mệt ghê. Vậy mà còn lòi đâu ra cái thằng nhiều chuyện. Trời ơi, lương ngắn mà chê lịch dài. Thần bơm béo miệng chê trai lịch mộn. Chưa biết á, mèo nào hơn miểu nào đâu à nha. Tôi không có tài giỏi, nhưng mà có thể khẳng định một điều, tôi nổi tiếng hơn mấy con nhỏ này nhiều. Ờ, công nhận mà nổi thiệt á, mà nổi lên bền á, chứ nổi tiếng không có đâu. Bà làm ơn khiêm tốn một chút đi. Bà mà khiêm tốn được, dễ thương lắm á. Nam Quang, tôi nhịn ông nhiều rồi nha. Nói chuyện với mấy người với ông tốn hơi, mệt đầu. Tới lượt bà Thu rồi kìa. Biết rồi, khỏi nhắc. Thím bác. Vô đi con. Dạ. Sao con không ngủ trưa? Con không buồn ngủ, con thích nói chuyện với thím hơn. Hồi trước á, mẹ con cũng hay đan áo cho con lắm. Mỗi lần mà tới Noel á, mẹ hay để con mặc đi chơi lắm. Vậy hả? Dạ. Mẹ con thích màu gì? Mẹ con cũng thích màu tím vậy nè. Vậy hả? Ủa mà thím đan cho ai vậy? Thím... thím đan dành cho con đó. Cho con hả? Con cảm ơn thím nha. Thím biết không? Hồi trước á, mẹ con thích đan áo lắm. Mà mấy lúc rảnh á, mẹ con hay đọc báo. Còn ba với mẹ con á, thích nhạc giao hưởng. Cho nên con cũng thích nhạc giao hưởng nữa. Vậy hả? Dạ, mẹ con nói á, lúc mà mẹ con có thai á, mẹ con rất thích nghe nhạc giao hưởng. Cho nên sau này con cũng thích nghe nhạc giao hưởng luôn. Vậy là hồi đó mẹ con chăm sóc con kỹ lắm hả? Dạ, mẹ với vú 10 á, cứ hay ép con uống sữa lắm. Mà mẹ nói á, tại vì con kén ăn cho nên uống sữa cho nó bù lại. Mà con đâu kén ăn đâu. Vậy con có thích uống sữa không? Dạ không, con lớn rồi, uống sữa giống nít lắm. Mà con sợ mẹ với vú buồn á, cho nên con ráng uống đó. Nếu con không thích á, thì con cứ nói. Chứ ngán mà uống hoài chịu sao nổi. Dạ, thì con ráng chịu. Mà thím biết không, mấy lúc ngán quá cái con lén bỏ vô thùng nước, mẹ con không biết đâu. Con cũng lanh lắm đó nha. Khanh nè. Dạ. Hôm trước á, thím nói chú với thím kết hôn hồi còn trẻ đó. Thật ra thì không phải như vậy. Vậy hả thím? Vậy chú với thím kết hôn hồi nào vậy?
cũng chỉ mới gần đây thôi con à. Thím nghe chú kể lại là chú vớt thím từ dưới sông lên, thím bị trôi sông đó. Rồi sau đó khi tỉnh lại, thím bị mất trí nhớ luôn à. Có khi nào mẹ bị mất trí nhớ nên không nhận ra mình hay không? Vậy chính là mẹ rồi. Mẹ, mẹ chính là mẹ thiệt rồi mẹ. Vậy là mẹ bị mất trí nhớ nên mẹ không nhận ra con đó. Con sẽ nói chú Bách đưa mẹ đi điều trị. Lúc đó mẹ sẽ nhớ mọi chuyện. Mẹ đừng có quên con nữa nha mẹ. Nha mẹ. Thiệt tội cho con bé, nó ngây thơ quá. Mình giải thích ngô nghê như vậy mà nó cũng tin. Tại vì trong đầu nó chỉ nghĩ mình là mẹ của nó thôi, cho nên nó mới tìm đủ mọi cách để lý giải. Thôi con, nín đi, đừng có khóc nữa nha con. Vũ. Vũ, Vũ đi với con đi. Cái gì vậy? Vũ, cái gì vậy? Vũ con đi với con đi mà. Thanh, cái gì? Ngồi dạ. xuống đây. Cái gì vậy? Con làm gì vậy? Dạ. Vũ, bình tĩnh đi, có gì nói Vũ nghe coi. Vũ, Thiên Bách, Thiên Bách nhận ra con rồi. Hả? Thiên Bách chính là mẹ đó. Mẹ thiệt đó Vũ. Cuối cùng thì mẹ cũng nhận ra con rồi. Vũ, Vũ đi với con đi. Đi với con cái đi. Cái gì? Bà nhận ra con thiệt hả? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà nhận làm sao? Con nói Vũ không hiểu. Mẹ, mẹ nói mẹ bị té xuống sông cho nên bị mất trí nhớ đó. Chú Bách nói với mẹ vậy đó. Đó là chú Bách nói thôi, chứ bà có nhận đâu. Con khoan khẳng định đã. Không phải đâu, chú Bách nói với mẹ như vậy. Mà mẹ bị mất trí nhớ thì làm sao mà nhận ra con được, đúng không? Mẹ chỉ biết mỗi chú Bách thôi. Vũ, Vũ đi với con đi. Rồi Vũ nghĩ cách làm sao á để mẹ con nhớ nhanh nhanh nha Vũ. Vũ. Con à, mất trí nhớ là phải trị lâu dài, chứ đâu có gấp được con. Nhưng mà Vũ phải đi đi. Vũ đi đi, Vũ nói cho mẹ con làm sao mà nhớ cho nhanh nhanh nhất á. Đi Vũ, đi đi Vũ. Vũ đi với con đi. Rồi từ từ. Đi mà Vũ. Từ từ. Con bé nó dễ tin quá à. Thím chỉ mới nói một câu thôi mà nó đã suy diễn ra rồi tin thím là mẹ của nó. Thiệt thấy thương hết sức vậy đó. Thím cũng muốn nhận nó làm con bây giờ, nhưng mà sợ mai mốt nó bình tĩnh lại nó nghi, cho nên thím phải chờ thêm thời gian nữa. Tại thím lo xa quá, chứ bây giờ trong đầu óc nó chỉ nghĩ có một mình mẹ nó thôi à. Thật ra nó đang cố chứng minh thím là mẹ của nó đó. Bây giờ thím có vụng về cỡ nào đi nữa, nó cũng không nhận ra đâu. Vậy hả? Vũ, nhanh lên đi Vũ. Mẹ con kìa Vũ. Vũ, Vũ ngồi đây đi Vũ. Mẹ. Chào Vũ. Vũ, Vũ kể chuyện cũ đi Vũ cho mẹ con nhớ. Vũ nhắc chuyện nhà mình đó Vũ. Mẹ. Mẹ, mẹ nói chuyện với Vũ nha. Vũ sẽ nhắc nhiều chuyện cho mẹ nhớ lắm đó Vũ. Thím Bách thông cảm, tại nó nhớ mẹ nó quá nên mới nôn nóng vậy. Có gì thím bỏ qua cho nó. Vũ, chứ nói gì kỳ vậy? Chứ nói vậy cũng như không à. Giận Vũ luôn á. Mẹ, mẹ nói chuyện với Vũ đi. Vũ, mẹ ngồi đây nhé. Vũ, Vũ nói đi. Vũ. Sau hai đêm nay mình cứ nằm mơ thấy bà ta hoài vậy. Nè anh, sao em đi tắm đi, ngồi thừ ra làm gì vậy? Em à. Mấy cái bùa mà em mua hôm trước á còn không? Sao vậy? Sao tự nhiên hỏi vậy? Bộ anh thấy gì bậy bạ hả? Không, anh chỉ hỏi vậy thôi. Nè, có phải anh thấy ác mộng phải không? Bà nhã về tìm anh hả? Chắc là bà biết mình đối xử tệ với con Khanh, cho nên bà về bà nhát mình đó. Em nói nhảm cái gì vậy? Nè, không có nhảm đâu. Anh đừng có nói là anh không có tin chuyện đó nha. Anh nằm mơ thấy bà, bộ anh không sợ hả? Sợ cái gì mà sợ? Nếu sợ thì sợ người sống, chứ người chết đó làm gì được mình. Tôi phải thu xếp lên Đà Lạt một chuyến mới được. Chi vậy? Coi con Khanh nó ra làm sao. Trời ơi, sao tự nhiên quan tâm tới nó chi vậy?
Em thì biết cái gì. Con nhỏ đó không phải là dương dừa đâu. Mình phải canh chừng nó. Lỡ như nó trả thù á, mình trở tay không kịp đâu. Thôi 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 anh ơi, con khùng đó, nó làm gì được mình. Anh mắc cười á, lúc nào ông lo chuyện gì đâu không à. Em lúc nào cũng chủ quan hết. Anh đã làm thì phải dọn dẹp cho sạch. Chờ tuần sau anh giải quyết xong hợp đồng, anh sẽ lên đó còn sao. Thứ hai, tôi sẽ đem hết chuyện xấu xa của cậu rồi hết cho Lisa và Messi biết. Mẹ đang làm gì vậy? Khổ làm sao bắt mẹ con. Mẹ đang áo lạnh nè. Vậy hết tất cả. Sao con không ngủ qua đây? Cho con thời gian làm một ngày để suy nghĩ. Con muốn qua chơi với mẹ. Mày, đi đây mẹ coi phim gì vậy? Kết quả là bọn đưa cho má coi. Mẹ đang xem phim cuộc rượt đuổi cuối cùng. Hồi hộp lắm, con coi đi. Cuối cùng cậu chịu dẫn rồi sao? Con sợ phim bạo lực lắm. Làm tôi bị bắt đứa con. Cậu làm Lisa lát xuống cầu thang. Cậu làm đến tôi hả? Không đến tôi à? Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Đau quá. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ quá. Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy mẹ? Mẹ nhớ lại chuyện hồi đó rồi. Mẹ nhớ rồi. Mẹ nhớ hôm đó mẹ với Dượng Tường đi chơi. Lúc mẹ đứng nhìn xuống vực, nhìn cái ngọn thác đẹp, thì Dượng Tường xô mẹ xuống. Mẹ nhớ rồi. Mẹ nhớ lại rồi. Mẹ nhớ hết rồi. Mẹ ơi, mẹ nhớ lại rồi hả mẹ? Mẹ nhớ rồi. Chính Dượng, Dượng đã sát hại mẹ. Nhưng mà có chú Bách cứu mẹ, cho nên mẹ mới sống tới bây giờ để gặp con đó. Không sao đâu mẹ, có con ở đây rồi nè. Không có sao hết. Mẹ bình tĩnh lại đi. Không có sao hết nha mẹ. Mẹ bình tĩnh đi nha. Vũ ơi, Vũ ơi. Vũ ơi, Vũ. Cuối cùng phát hiện ra rồi đó Vũ. Mẹ còn đã nhớ lý do tại sao mẹ còn mất trí nhớ đó Vũ. Thật kinh khủng. Con không ngờ ông ấy là một tên giết người như vậy. Chính ông đã xô mẹ con xuống sông đó Vũ. Mẹ con nói như vậy đó. Cái gì? Ông ấy là kẻ giết người hả? Như vậy là ông Tường đã... Trời ơi, Vũ tin liền mà. Nhìn việc làm của mấy, Vũ tin ngay là ông đã giết bà chủ. Trời ơi. Tại sao vậy? Tại sao về thành phố ngay lúc này chứ? Khang hả? Vô đi Khang. Chào cậu. Chào, ngồi đi. Lâu quá ông làm gì mà tôi không thấy ông vậy? Đi du lịch giảm stress đó mà. Ông sướng thiệt, còn có thời gian đi du lịch nữa. Mà tìm tôi có gì không? Định nhờ ông chút chuyện đó. Khanh. Dạ. Con gọi cho ai vậy? Con gọi cho anh Khang. Gọi cho anh Khang. Dạ. Chuyện hiếm có à. Con có chuyện cần nói với ảnh mà, chú đừng nghĩ lung tung. Thôi con gọi đi, để Vũ ra ngoài cho con tự do. Vũ này. Xin lỗi. À, cứ tự nhiên. Alo. Từ Diễm Khanh nè. Có chuyện gì vậy em? Có. Tôi đã nói rồi, Thiến Bách chính là mẹ ruột của tôi đó. Mẹ tôi vừa nói ra một chuyện kinh khủng lắm. Mà chuyện này ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Chuyện gì ghê gớm vậy? Bình tĩnh nói lại cho tôi nghe coi. Dượng Tường á. Ông ta làm sao? Lúc mà mẹ tôi coi phim á, đến cảnh mà có người bị xô xuống sông á, mẹ tôi nhớ lại chuyện đó đó. Chuyện đó như thế nào? Mẹ tôi nói là chính Dượng Tường đã xô mẹ tôi xuống suối.
Có khi nào ông ta cố ý giết mẹ tôi không nhở? Hay là mẹ tôi nhớ sai? Nhưng mà mẹ tôi nói vậy đó, kể rõ ràng nữa. Những chuyện tài đình như vậy người ta không có quên đâu. Vậy có nghĩa là mẹ tôi nói đúng sự thật hả? Trời ơi, vậy là trong nhà tôi có một tên giết người hả? Giờ tôi phải làm sao đây? Chuyện này cô đã nói với ai chưa? Chưa, chỉ có người trong nhà biết thôi. Tôi đâu dám kể với ai đâu. Nè, cô nhớ đừng có kể cho bất kỳ ai nghe cả. Nhất là đừng kể cho ông ta biết là cô đã biết chuyện này nha. Tại sao vậy? Tôi sẽ đưa chuyện này ra pháp luật. Khoan đưa đã. Nếu cô muốn làm lớn chuyện này thì phải nắm đầy đủ chứng cứ trong tay đã. Không thôi, ông ta sẽ quật lại cô đó. Nhưng mà chính mẹ tôi đã nói như vậy. Mẹ tôi còn nói hả? Ông ta còn muốn cướp tài sản của gia đình tôi nữa đó. Cô hãy khoan lập luận và kết luận bất cứ điều gì. Điều cô phải làm lúc này là hãy tuyệt đối im lặng. Nhất là đừng có nghĩ về thành phố mà hỏi tội ông ta nghe chưa. Cô không làm gì được ông ta đâu. Chuyện đó phải để người lớn làm cho cô. Mọi người sẽ bảo vệ cho cô. Nhưng mà đâu có ai biết ông ta đâu. Có một mình tôi biết hả? Mà anh không cho tôi nói, không lẽ giờ tôi im lặng sao? Phải như vậy thôi. Cô không đủ sức giải quyết chuyện người lớn đâu. Nè, chỉ có mẹ của cô mới đối đầu với ông ta được thôi. Nhưng mà mẹ tôi bây giờ chuyện nhớ chuyện không, mẹ tôi còn cần có người bảo vệ thì làm sao mà giải quyết được? Thôi thôi, tôi cúp máy nha. Anh Khang, anh ở đây hả? Quá đáng thiệt. Vậy là anh ta về Sài Gòn vì lý lệ. Hiểu Khang, tôi ghét anh. Tại sao đi kể chuyện gia đình của mình cho anh nghe vậy? Sao mình ngu quá vậy? Anh, mấy ngày hôm nay anh đi đâu vậy? Em gọi điện cho anh quá trời luôn mà không được. Có chuyện gì? Thật ra là anh đi đâu vậy? Anh đi lên Đà Lạt sáng tác mấy bài hát của mình. Trời ơi, vậy mà không rủ em theo. Làm em ở nhà buồn muốn chết luôn vậy. Con gái có một tên giết người đây sao? Anh không muốn em sổ sàng với anh như vậy. Từ đây về sau em đừng có thân mật như vậy nha. Anh Khang, anh Khang, anh Khang. Em như con thuyền trôi lạc vào tâm tối cuộc đời, đi xa nơi biển khơi mịt mù sóng gió bụi mờ. Và ngày tháng qua mang vết thương khắc sâu. Làm gì mà con ngồi buồn quá vậy Khanh? Không có chuyện gì đâu Dú. Từ lúc con nói chuyện điện thoại với Hiểu Khang tới giờ, Dú thấy con lạ lắm á. Đã xảy ra chuyện gì con nói cho Dú nghe đi. Con nói là không có gì đâu, Dú đừng có lo mà. Con như vậy mà làm sao Dú không lo được. Dú đừng bao giờ nhắc tới anh ta nữa. Con có muốn nghe? Sao mới rồi nói chuyện với Hiểu Khang đây? Rồi con bây giờ nói với Dú rồi, Dú đừng bao giờ nhắc tên anh ta trước mặt con như vậy nữa. Rồi sao bây giờ nói ghét? Con sao bất thường quá vậy Khanh? Mày làm gì mà lên đây khuya lắc khuya lơ vậy cha nội? Hả? Tao hồi chiều lo xong công việc là đi luôn, nên không biết mấy giờ nữa. Mày đoán biết chuyện gì rồi phải không? Biết, Khanh có nói rồi. Thấy chưa? Chắc chắn như vậy mà. Chỉ có dính dáng tới chuyện của Diễm Khanh thì mày mới nhanh tay lẹ chân như vậy được thôi. Như ngủ chưa vậy? Ngủ rồi. Bây giờ mày biết mấy giờ chưa? 11 giờ mấy rồi còn ít gì nữa. Thì tao biết, cho nên tao mới nhá máy để mày mở cửa cho tao đó. Không lẽ tao đứng ngoài đây tao kêu Đông ơi mở cửa, Đông ơi Đông. Trời ơi, tao lại mày. Mày để yên cho con gấu của tao nó ngủ được không? Mày rảnh dữ vậy hả?
Đánh gì? Nuôi gấu lấy mật nữa. Trời ơi, sao cái đầu của mày kém thông minh quá à. Gấu là như của tao đó. Vô đi ba. Sao anh không ở Sài Gòn đi? Anh đi lên đây làm gì? Anh đi như vậy không sợ là người ta buồn sao? Bây giờ không phải là lúc hờn giận trách móc như vậy đâu. Cô nói cho tôi biết đi, có phải cô dự định kiện Tụng đúng không? Chuyện đó là tự ý nghĩ ra hay là cô đã hỏi ý người lớn rồi? Theo tôi biết thì chú Thiến Bách và vợ chồng thằng Đông chưa có một động thái nào cả. Có phải cô tự ý nghĩ ra không? Đúng, là tôi tự nghĩ ra đó. Mẹ tôi nói với tôi, chính ông ta đã xô mẹ tôi xuống sông. Ông ta muốn giết mẹ tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho ai muốn hại mẹ tôi đâu. Tôi sẽ không để cho ông ta nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. Nói nghe có vẻ bản lĩnh quá ha. Nhưng mà thưa cô, cô không làm nổi chuyện đó đâu. Chuyện đó hãy để cho người lớn làm. Cô hãy đứng ngoài lề đi và đừng có làm gì bọp chọp cả. Nếu buồn thì hãy rủ Miley đi chơi hoặc qua nhà chị Như mà chơi. Cô có thiếu gì bạn đâu. Nhưng lúc này tôi không cần bạn. Tôi chỉ muốn... Tôi hiểu cô muốn làm những gì. Nhưng cô đừng có tơ tưởng vạch mặt ông ta ra. Cô chỉ là đứa con nít. Hãy để chuyện đó cho người lớn làm. Ai sẽ làm chứ? Mẹ tôi thì tinh thần chưa ổn định. Còn Dưỡng Bách thì là chồng mới của mẹ tôi. Tôi không thể làm phiền được. Tôi chỉ còn một mình. Tôi phải bảo vệ cho mẹ tôi chứ. Cô bướng không thể tưởng được. Nhưng được rồi, nếu như cô muốn kiện thì cứ hỏi ý kiến của chú Thiến Bách đi. Cô không được tự ý làm. Đợi đó đi. Đợi đến chừng nào chứ? Đợi đến chừng nào có thể. Không tính được thời gian. Nhưng mà tôi sẽ bị điên đó. Tôi không thể nào chịu nổi tình trạng như vậy. Vậy cô muốn làm gì? Tôi sẽ đưa chuyện này ra pháp luật. Cô đủ sức làm chuyện đó sao? Tôi sẽ làm. Tôi không tha thứ cho ai muốn hại mẹ tôi đâu. Nếu như mà không có Dưỡng Bách thì mẹ tôi đã chết rồi. Tôi sẽ kiện ông ta ra tòa vì tội giết người. Vậy bằng chứng đâu? Bằng chứng là mẹ tôi đó. Không đâu. Người ta sẽ không tin vào một người có tình trạng thần kinh không bình thường. Nhưng ông ta đã đưa người lại vào nhà rồi. Ông ta muốn đuổi tôi mà. Nhưng mẹ cô đâu có ở trong nhà. Mẹ cô đã chết rồi. Tôi xin lỗi. Ông ta đưa người phụ nữ khác vào nhà cũng đâu có thể kết luận là ông ta muốn giành tài sản. Mà ông ta cũng đâu có đuổi cô đâu. Là tự cô bỏ đi mà. Sao mà anh cứ bên ông ta chầm chập vậy? Phải rồi, vì anh là con rể tương lai của ông ta mà. Cô nói bậy cái gì vậy? Tôi không có nói bậy gì hết. Tôi nói chính xác sự việc. Anh biết rõ là có một chuyện giết người, vậy mà anh cố tình biện luận. Rồi bây giờ anh biết rất rõ là tôi với mẹ không thể nào đối đầu với họ mà. Thôi đủ rồi, đừng có hồ đồ nữa. Tôi không có hồ đồ. Lúc tôi gọi điện cho anh, tôi đã nghe Lý Lệ nói chuyện. Lúc đó tôi biết anh đột ngột bỏ về Sài Gòn là vì cô ta. Rồi bây giờ anh ra đây, anh khuyên tôi để yên mọi chuyện. Anh sợ gia đình người ta nguy hiểm chứ gì. Tôi xếp anh về phía họ, vì họ giàu có, họ có thể giúp được anh. Thì anh cũng là kẻ thù của tôi. Im đi. Nếu cô không phải là con gái thì tôi đã cho cô một cái đấm rồi. Cô có biết cô nói như vậy là xúc phạm đến tôi không? Hả? Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là anh bắt cá hai tay. Vậy mà lúc trước tôi coi anh như hiệp sĩ. Chuyện gì tôi cũng tâm sự với anh hết. Bây giờ tôi mới thấy hối hận. Mà không chừng ngày mai gia đình họ sẽ biết chuyện này. Có ai dám chắc là anh sẽ không nói với họ không? Không ngờ Diễm Khanh là một người nông cạn như vậy. Cô vừa nông nổi
đã vừa hồ đồ. Chỉ vì một chút hiểu lầm là cô sẵn sàng phủi sạch thiện ý của người khác. Cô là như vậy sao? Phải, tôi là người như vậy đó. Tôi nông nổi như vậy đó. Chỉ vì nông nổi nên tôi mù quáng tin vào cái người mà đứng về phía kẻ thù của mình. Bây giờ anh có thể về thành phố, anh kể hết cho người yêu anh nghe đi, để họ dễ dàng đối phó với gia đình tôi. Anh có thể làm như vậy được mà. Không ngờ cô lại có ý nghĩ như vậy. Cô đánh giá tôi quá tồi tệ, quá thấp. Tại sao tôi phải hết lòng với một người không coi mình ra gì? Thôi được rồi, từ đây tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa. Cô sống chết như thế nào thì mặc kệ cô. Chào cô. Hôm nay mày không đi uống cà phê với Diễm Khanh hả? Không. Đừng có nói là hai đứa bay mới gây lộn với nhau nha. Tao chưa có ăn được cái đầu heo á là hai đứa bay giận rồi xù nhau đi đó. Mày thấy chuyện của Thiên Bách như thế nào? Mọi người đã có quyết định gì chưa? Mày có biết gì không? Thiên Bách chính là dì của Diễm Khanh, mà là dì ruột nha. Vợ chồng của Thiên Bách đã nhận Diễm Khanh làm con rồi. Vậy là giả thuyết hai người là chị em song sinh là có thật. Chính xác. Nhưng mà nè, mày, tao mới nói nghe không, mày đừng có nói đi nói lại mất công người ta nói tao nhiều chuyện. Mọi người đã thống nhất với nhau là giấu Diễm Khanh. Cứ để cho Diễm Khanh á coi Thiêm Bách là mẹ của cổ đi. Và chú thím cũng không muốn Diễm Khanh phải xen vào cái chuyện điều tra về cái chết của cô Nhã. Thiêm muốn cho cô ta đừng có bị đau đớn chứ gì. Thiêm bảo vệ cô ta như là bảo vệ con ruột vậy, vậy cũng tốt. Vấn đề bây giờ là mình làm sao để điều tra ra sự thật. Có phải là ông Tường giết cô Nhã hay không? Tất cả mọi người chỉ là suy đoán thôi, chứ chưa có bằng chứng xác thực. Tôi nghĩ tìm bằng chứng này được cũng khó lắm. Ông ta giết người chủ yếu là muốn chiếm đoạt tài sản. Muốn tìm hiểu việc này cũng không phải là bế tắc. Nè nè, mày mới nói cái gì đó? Không có gì cả. Chiều nay tao phải đi rồi. Sao tự nhiên đi lễ dữ vậy? Rồi mày có qua nói với Diễm Khanh chưa? Khỏi cần nói gì nữa. Với một người hời hợt như cô ta, tao không muốn nói gì cả. Nè, hai đứa bay có chuyện gì rồi phải không? Từ đây về sau cổ như thế nào tao không quan tâm nữa. Mày nói gì vậy Khang? Bởi vậy người ta nói là mấy người nghệ sĩ sống khác người lắm, lúc nào đầu óc cũng trên mây trên gió không hả? Và đúng là thiệt, rõ ràng á tao thấy mày không bình thường. Tao không bình thường? Đúng. Vậy thì mày đừng có chơi với tao nữa. Ừ, mày bực mình quá, nói chuyện với mày cũng như không à. Đi.
đừng có buồn nữa mà Khanh. Có chuyện gì nói chị nghe coi. Bây giờ em rối lắm, em không biết phải làm sao nữa. Mà có chuyện gì em nói cho chị nghe, chứ em để trong lòng vậy hoài đâu có được. Em không ngờ anh Khang là người như vậy. Anh Khang ảnh sao? Lúc nào bên cạnh anh cũng có Lý Lệ. Vậy mà khi ra đây á, anh lại ra sức quan tâm đến em. Anh là người bắt cá hai tay. Mà không chỉ hai tay đâu, không chừng hai chân á còn kèm thêm hai con tôm nữa. Trời ơi, sao anh giỏi dữ vậy? Không, mà không phải vậy đâu em. Anh Khang không phải người như vậy đâu. Em tin chị đi. Chị đừng có bênh vực cho ảnh nữa. Em không có tin tưởng được ảnh nữa đâu. Không, chị là người quen anh Khang trước em, cho nên chị biết chắc một điều là anh Khang không phải là người như vậy. Vậy thì tại sao lúc nào á kè kè bên ảnh cũng là Lý Lệ hết vậy? Lúc em gọi điện á, em nghe Lý Lệ tìm ảnh, giống như là hai người sắp sửa đi đâu á. Rồi khi ra đây á, anh cản em làm lớn chuyện, rồi còn ra sức bênh vực gia đình của họ nữa. Chị mà nghe anh nói chuyện á thì chị mới hiểu. Chị nghĩ là anh Khang anh có cái lý riêng của ảnh, chứ em không thấy là anh quan tâm tới em hả? Nhưng đó chỉ là sự giả tạo. Em hay bất cứ ai á thì anh cũng có thể ga lăng như nhau thôi. Em không có tin tưởng được ảnh nữa rồi. Em đừng có giận Khang vậy nữa mà Khanh. Chị đừng có bênh vực ảnh nữa. Từ nay về sau em không có muốn gặp ảnh nữa đâu. Em ghét con người đó lắm. Thôi nghe chị nói nè. Chị đừng nói thêm gì nữa hết. Em không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan tới con người đó nữa hết á. Thôi em đi về. Khanh, em ngồi đây em nghe chị nói, em đừng có kích động như vậy, em bình tĩnh đi. Khanh, Khanh. Sao mà anh cứ bên ông ta chầm chập vậy? Phải rồi, vì anh là con rể tương lai của ông ta mà. Nếu cô không phải là con gái thì tôi đã vô cùng cay đắng rồi. Cô có biết cô nói như vậy là xúc phạm đến tôi không? Hả? Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là anh bắt cá hai tay. Không ngờ Diễm Khanh là một người nông cạn như vậy. Cô vừa nông nổi đã vừa hồ đồ. Chỉ vì một chút hiểu lầm là cô sẵn sàng phủi sạch thiện ý của người khác. Phải, tôi là người như vậy đó. Tôi nông nổi như vậy đó. Bây giờ anh có thể về thành phố, anh kể hết cho người yêu anh nghe đi, để họ dễ dàng đối phó với gia đình tôi. Anh có thể làm như vậy được mà. Thôi được rồi, từ đây tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa. Cô sống chết như thế nào thì mặc kệ cô. Tại sao cô ta có thể nghĩ mình như vậy chứ? Thật là quá đáng. Cô ta chà đạp lên tình cảm của mình một cách không do dự. Có nghĩa là cô ta chưa từng biết coi trọng tình cảm nhiệt tình của mình đối với cô ta. Alo, anh đây. Có chuyện gì không Lý Lệ? Anh Khang hả? Em qua nhà anh được không? Em muốn gặp anh lắm. Em có chuyện muốn nói với anh.
Em không làm phiền anh lâu đâu nha anh. Thôi được, em tới đi, anh chờ. Thiệt nha anh. Dạ, ok, em qua liền. Bực mình quá. À, trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Sao biết em liệu mà anh hù em hoài vậy? Không có, anh đang bực mình. Anh liệu tụi em luôn á thì có. Anh làm cái gì vậy? Anh đang tức mình cái vụ thằng Khang với con Diễm Khanh á. Tự nhiên giây phút quan trọng nhất, hai đứa đã quen nhau rồi, yêu nhau rồi, tới phút 90 mình chuẩn bị ăn đầu heo rồi, tự nhiên rồi giận hờn gây lộn gây lão, làm khổ cho trọng tài không? Em nghĩ con Diễm Khanh á, chắc là nó yêu anh Khang dữ lắm rồi nó mới ghen vậy đó. Mà anh Khang cũng kỳ nữa, tự nhiên cái vướng víu cái con Lý Lễ đó làm chi, kỳ thiệt luôn. Em yên tâm đi, ngày mai anh có đợt xuống Sài Gòn để công tác. Ừ. Trọng tài sẽ qua đến nhà thằng Khang hỏi cho ra lẽ. Chuyện này mới được. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, qua hỏi giùm em nha. Nói với anh là tỉnh táo giùm em một chút đi. Lý Lệ không phải là người để cho anh quan tâm đâu. Nói với anh là Diễm Khanh đang đau khổ vì anh lắm á, phải có trách nhiệm với lại nó chứ. Em yên tâm đi, anh biết anh phải làm sao. Chuyến này chết mày với tao. Giờ em thấy tội nghiệp Diễm Khanh quá trời luôn, không chừng giờ đang khóc mình bển á. Khóc thì khóc cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Hai vợ chồng mình cũng đâu có giúp được gì đâu, đúng không? Chuyện kia chưa xong giờ tới chuyện này nữa, không biết chừng nào mọi người mới được bình yên đây. Anh thì anh nghĩ hả, chuyện này sẽ kéo dài tới 35 tập luôn. Anh thấy bây giờ vẫn chưa bắt đầu gì hết trơn mà, đúng không? Em á là chỉ mong sao cho Khanh với lại Thiếm Bách á lấy lại được những gì là của mình thôi. Anh cũng mong vậy thôi. Trời, khuya quá rồi, thôi đi ngủ đi em ơi, mai rồi anh còn lên Sài Gòn nữa. Con qua đâu rồi? Dạ. Mời nhạc sĩ. Anh Khang, con nhỏ này, đi xuống dưới làm việc đi. Dạ. Qua đây anh Khang. Trời ơi, em vừa đến tới nhà anh nè. Hôm nay anh dễ thương quá à. Anh tới tìm em thiệt hả? Anh đến mời em đi ăn mà, anh thấy đói bụng quá. Em đi, em đi, em đi liền. Em cũng đói nữa nè. Đi. Mình đi ha. Ủa, con mới tới chơi đó hả? Dạ, con chào bác. Hai đứa tính đi đâu hả? Con đến mời Lý Lệ đi ăn mà, tại con đói bụng quá. À, đi ăn hả? Chuyện này... Mẹ, chuyện này chuyện nổi gì? Cho con đi chơi với anh Khang đi mà mẹ. Cái con nhỏ này lúc nào cũng vậy hết trơn á. Mẹ chưa nói hết, mẹ định dặn dò hai đứa một số việc thôi. Trời ơi, dặn dò gì tụi con biết hết mà. Phải không anh? Đi. Thôi mình ăn nhanh đi. Vậy thôi hai đứa đi đi. Dạ, thưa bác con đi. Dạ, thưa mẹ con đi. Hôm nay tôi có chuyện muốn bàn với mọi người. Có chuyện gì thì Dượng cứ nói đi. Dượng nghĩ là Dượng, mẹ con và con, chúng ta sẽ về thành phố. Ủa, vậy là mọi người không ở đây nữa hả? Chú ơi chú, tự nhiên rồi kéo nhau hết về thành phố, lỡ như cái ông già mắc dịch đó, ông biết được thì nguy hiểm lắm à. Dạ đúng rồi đó. Cứ nghe chú nói cái đã. Chú Thiếm và Diễm Khanh sẽ về thành phố là để tiện việc thưa ông Tượng. Nhưng chú sẽ thuê một căn nhà ở một nơi kín đáo để cho ông ta không tìm ra được. Chú ơi, nói gì thì nói sao con thấy nguy hiểm quá. Lỡ như cái ông già mắc dịch đó, ông gom ba người lại rồi ông chặt mỗi người thành 8 khúc, quăng mỗi nơi 1 khúc, hai vợ chồng con không biết tìm đâu ra nữa. Đóng phim nữa hả? Sao đầu tư kịch bản hoài vậy? Thôi tụi con đừng có lo, đang căng thẳng mà. Chú đã có kế hoạch rồi,
Nếu để cho hai mẹ con ở đây thì càng nguy hiểm hơn. Vì ông Tường có thể lên đây bất cứ lúc nào. Chú nói cũng phải. Nhưng vậy là con phải xa Diễm Khanh nữa hả? Con không muốn chuyện này xảy ra chút xíu nào hết á. Chị Như, đợi cho mọi chuyện giải quyết xong đi, hai chị em mình lại sống gần gũi như hồi trước ha. Vậy là Diễm Khanh cũng đồng ý với Dượng rồi phải không? Dạ. Con với mẹ sẽ để cho Dượng quyết định tất cả mọi chuyện. Vậy là tốt rồi. Nè, đồng với Như. Dạ. Phải nhớ giữ bí mật chuyện này nha. Dạ. Đừng có cho ai biết chỗ ở của chú thím. Dạ. Dạ dạ. Ngay cả với cô bạn của Diễm Khanh nữa. Nè, nghe chưa? Ngay cả cô bạn của Diễm Khanh là Mai Lý đó. Dạ dạ, con nhớ rồi ạ. Con nhớ. Vậy thì tuần sau chúng ta sẽ về thành phố. Con chuẩn bị trước đi nghe Khanh. Dạ, con biết rồi. Khanh, chắc chị nhớ em lắm đó. Thôi vô nhà đi. Ê, vô đi ngồi nè. Ngồi đây đi, chờ tao chút nha. Ở trong nhà mày đặt khóa cửa, sợ con gái nó bu hả? Nghi ngờ lắm. Mày làm bèm câu gì vậy? Kệ tao. Mày đang làm gì vậy? Kệ tao. Sao tự nhiên mày xuống thành phố làm gì vậy? Mày không quan nghênh tao xuống thành phố hả? Thôi tao đi về à. Uống nước đi cha nội. Mới gặp đã kiếm chuyện rồi. Ai nói kiếm chuyện với mày? Tới xử tội mày thì có. Có chuyện gì mà đích thân mày đến xử phạt tao vậy? Mày khát nước quá, uống nước trước cái đã. Nè Khang, nghe tao hỏi nè. Tao muốn hỏi á, chuyện mày với Lý Lệ là sao? Mày vừa phải thôi, tự nhiên yêu lúc hai cô. Mày có biết là làm vậy là không được không? Hết Diễm Khanh rồi tới Lý Lệ, hết Lý Lệ rồi tới Diễm Khanh, hết Lý Khanh rồi tới Diễm Lệ, hết Diễm Lệ rồi tới Diễm Khanh. Mày nói cái gì vậy? Hai con bồ mày làm tao lẻo lưỡi luôn rồi nè. Mày nghĩ sao vậy? Tới mày nữa rồi. Có chuyện gì mày nói ra luôn đi. Có chuyện gì nữa hả? Mày có biết là vì mày mà Diễm Khanh á khóc mấy ngày mấy đêm. Như vậy Diễm Khanh nói á là mày bắt cá hai tay. Tao là bạn của mày, tao muốn binh mày cũng binh không được. Hai cổ nghĩ tao như thế nào tao mặc kệ, không sao cả. Nhưng mà nếu như mày không có chuyện đó thì mày phải giải thích cho Diễm Khanh biết chứ. Mày có biết nếu mà mày nói không kịp á là khỏi có cơ hội luôn. Ý mày là sao? Thì tao chỉ muốn á là mày xác định rõ ràng mày yêu Diễm Khanh hay là yêu Lý Lệ. Diễm Khanh và Như nghĩ với tao thế nào tao không quan trọng, nhưng cả mày là bạn thân của tao. Mày cũng nghĩ tao là hạng người như vậy sao? Thì nói chung á, Tao biết được con người của mày, cho nên á tao mới xuống đây để hỏi mày cho ra lẽ nè. Thôi được rồi, chuyện của tao tao giải quyết, mày đừng có lo. Mày muốn tao đừng có lo không? Vậy thì lên Đà Lạt giải thích với Diễm Khanh đi. Không được, tao sắp đi Mỹ rồi, một tuần nữa tao mới về. Mày đi Mỹ tới một tuần lận hả? Chết rồi, một tuần lễ là không kịp. Thôi thôi, đi liền. Đi. Chuyện của tao tao biết lo. Đi uống gì nha? Uống cái gì là uống cái gì? Cà phê đi. Cà phê hả? Nhưng mà cái gì? Ai trả tiền? Mày đón thử coi. Mặt mày gian quá. Thôi uống cái này cho chắc ăn. Thôi được rồi, tao trả. Đi. Sao tự nhiên con đòi về thành phố gấp vậy? Con không sợ về dưới đó ông Tường, bà An, Lý Lệ hại con sao? Mình về thành phố, nhưng mình sẽ ở nơi khác, có mẹ con với Dưỡng Bách nữa chú. Có chuyện gì vậy?
Mà sao con phải làm như vậy? Về Sài Gòn đi, rồi con sẽ kể cho vú nghe. Sao vú thấy bất an quá? Không có chuyện gì đâu, vú đừng có lo quá. Con có cho cậu Khang hay để cậu Khang gọi điện cho con không? Vú, vú tuyệt đối không được nói chuyện này với anh Khang. Vú phải giữ bí mật cho con nha vú. Kể cả cậu Khang mà con cũng giấu nữa sao? Không nên tin ai hết, vú cứ nghe lời con đi. Ừ, vú biết rồi. Anh ta đã về phe của Lý Lệ rồi. Nếu như mà bây giờ vú nói cho anh biết thì sẽ không hay đâu. Dù có nói thế nào đi nữa thì vú cũng tin là cậu Khang là người tốt. Đôi khi nhìn bề ngoài, mình không thể nào hiểu được lòng dạ con người ta đâu vú. Sao tự nhiên hôm nay em có hứng thú uống rượu vậy? Tại vì em vui đó. Anh có biết không, em được anh thương yêu chiều chuộng như vậy á, em cảm thấy hạnh phúc lắm. Bộ lúc trước anh lạnh lùng với em, em không trách anh hả? Thì đương nhiên cũng buồn, nhưng mà mọi chuyện qua rồi, em á không có để trong bụng đâu. Chỉ cần á từ đây về sau anh phải thật lòng tốt với em, thật lòng yêu em mới được nha. Dĩ nhiên là anh sẽ tốt với em rồi. Ngày mai anh đi Mỹ, khi nào anh về anh sẽ gọi điện thoại cho em ha. Anh hứa là phải gọi cho em. Em là người đầu tiên. Được chưa nè? Vô đi anh. Thôi, dọn dẹp suốt ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi em. Em còn chút nữa là xong rồi mà. Ừ, anh vừa mới đi xung quanh một vòng, cô này cũng an ninh lắm. Ừ, vậy hả? Thôi nghỉ đi em. Uống nước đi anh. Con thấy căn nhà này á rộng rãi thoáng mát mà lại yên tĩnh nữa đó Dượng. Từ nay á, mọi người phải cẩn thận khi ra ngoài. Nhất là nhớ, đừng có cho ai biết là mình ở đây, nghe. Mình phải chịu cái cảnh này chắc lâu lắm hả anh? Anh sẽ làm đơn kiện ông Tường. Mọi người hãy cố gắng, nhẫn nại. Dạ, mời ông chủ bà chủ dùng nước. Hồi tối hôm qua, tôi nghe Diễm Khanh kể lại mọi chuyện. Tôi bàng hoàng hết sức. Tôi không ngờ họ độc ác đến như vậy. Lòng người khó đoán. Thôi, chúng ta đừng nhắc tới ông ta nữa. Cứ âm thầm kiện ông ra tòa, rồi sau đó hẳn nói chuyện. Rồi ông ta sẽ phải trả giá vì những việc làm xấu xa của ông ấy. Mẹ, nếu như mà biết mẹ còn sống á, không biết ông ta sẽ như thế nào nữa. Chắc là bất ngờ lắm mẹ ha. Ừ. Chắc
Cha ông không ngờ rằng mẹ con phước lớn mạng lớn như vậy. Bây giờ nghĩ lại á, con vẫn còn thấy bàng hoàng. Nếu mà mẹ chết thiệt á, con sẽ khổ suốt đời luôn. Con cứ ám ảnh cái chết của mẹ hoài à. Vậy mà không hiểu sao con vẫn còn đủ tỉnh táo. Có lúc con nghĩ á, chẳng thà lúc đó con bị điên mà còn sướng hơn á. Mình đã làm đúng. Cứ... Anh sao vậy? Chuyện vui của con mà sao anh tỉnh bơ vậy? Anh không thích là nó kết hôn với anh Hiểu Khang hả? Chuyện của nó lớn rồi, nó quyết định sao cũng được. Em cứ lo cho tụi nó được rồi. Anh nói gì kỳ vậy? Chuyện hạnh phúc của con mà anh nói gì em sợ nó buồn hả? Thôi, anh không muốn nghe chuyện này nữa. Chuẩn bị đồ đạc đi, rồi ngày mai á đi Đà Lạt với anh. Biết rồi, đi thì đi. Mà nói thiệt nha, cứ nghĩ tới cái chuyện gặp cái con khùng đó em khó chịu à. Mệt em quá, lo chuẩn bị đồ đi. Khanh. Dạ. Con định đi đâu? Ông chủ dặn là không được đi lung tung. Dạ con, con đi siêu thị, chú nói với mẹ giùm con nha. Con đi ra đường, lỡ gặp người quen thì sao? Chú đừng có lo, con ngụy trang kỹ lắm. Nè, mắt kiến nữa nè, con đeo vô giày nè. Đó, thấy không? Không ai nhận ra con đâu. Nhưng mà chú vẫn nhận ra con. Ừ. Chú cho con đi đi. Con ở nhà hoài à, cả tháng nay đâu đi đâu đâu. Vậy hoài chắc con chết á. Con đi như vậy á là vú lo lắm. Vú yên tâm đi, con biết tự lo cho mình mà. Nhớ đi cẩn thận nghe chưa? Dạ vú. Ừ. Con đi nha vú. Ừ. Sáng giá quá, anh Khang cứ khen mày hoài à. Lúc nào nó cũng được anh Khang cưng như trứng, cũng như hoàng. Đi đâu cũng dẫn nó theo hết á. Cũng thường thôi mà, tụi bay làm gì nói chuyện có dễ ganh tị quá vậy. Mày sướng quá, anh Khang nổi tiếng vậy mà mày cũng cua được. Đời mày lên hương rồi đó con. Ê, ta cũng muốn ké nữa, ta cũng muốn cua được vàng giống vậy đó. Mày nằm mơ cũng không được như nó đâu. Ê, mày tính khi nào cưới? Có của quý phải tranh thủ làm của riêng, để lâu người ta dòm ngó. Trời, tao sợ gì chứ. Anh Khang á, ảnh thương tao còn hơn thương bản thân ảnh nữa. Ảnh á hả, đòi cưới mấy lần rồi mà tao đâu có chịu đâu. Bây giờ tao còn muốn được tự do. Trời, mày làm giá dừa thôi. Mày không nhớ con Diễm Khanh từng hâm he cướp anh Khang của mày à? Tao sợ nó hả? Tụi bay không thấy là cuối cùng anh Khang cũng về với tao sao? Mày nên cẩn thận đó, lòng dạ đàn bà khó đoán trước được lắm. Tao thách nó đó. Tao thách nó nham hiểm hơn tao. Bỏ tay, tụi mày thôi. Có ai không? Đi đâu rồi ta? Chìa khóa anh đâu, mở cửa coi.
Nó đi đâu được chứ? Nó dọn hết đồ, dám bỏ chỗ này quá lắm. Bây giờ làm sao? Phải đi hỏi thăm nó coi nó đi đâu chứ. Nó đi đâu được? Nó có quen ai đâu, mà cũng không có chỗ để đi nữa. Thì bây giờ mình qua nhà hàng xóm mình hỏi thử coi, nhiều khi người ta ở gần đây nè, người ta biết nó đi đâu. Đi đi mà, lẹ lên. Đi. Nhanh lên. Qua bên này nè. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Cho hỏi thăm cái nè. Dạ. Chào cô. Ủa, dạ chào cô chú. Cho hỏi thăm chút nha. Dạ dạ. Anh Đông ơi. Gì em? Có khách nè. Anh ra liền. Dạ, mời cô chú vô nhà luôn. Thôi khỏi, tôi ngồi đây được rồi. Dạ, ngồi đây được rồi. Dạ. Anh ngồi đi anh. Dạ. Dạ, chào cô chú. Dạ. Dạ, cô chú cần gì ạ? Tôi xin giới thiệu, tôi là bố dưỡng của Diễm Khanh ở nhà bên kia. Dạ. Còn đây là bạn. Đây là bạn. Lớn tuổi nhưng có bạn ha. Hỏi. Cô cậu có biết cô Diễm Khanh đi đâu không? Tôi xin lỗi, vừa hỏi hơi đường đột quá. Tại vì tôi lo cho nó quá. Nó bị bệnh tâm thần. Tự nhiên nó bỏ đi, rồi bây giờ không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Thú thiệt thì vợ chồng tôi cũng không có biết là Diễm Khanh đi đâu hết á. Đúng rồi. Tôi thì đi làm suốt ngày, đâu có rảnh đâu mà qua quan tâm nhà kế bên. Đúng đó. Gì kỳ vậy? Ở hàng xóm với nhau mà gần gũi vậy mà sao không biết gì hết trơn vậy? Sao khó tin quá vậy? Gì đâu khó tin, đâu có gì đâu mà kỳ. Thì nhà tôi ở, nhà bên kia người ta ở. Tự nhiên tôi qua bên nhà bên kia, quan sát coi người ta đi đâu, người ta làm gì, người ta ăn gì. Mất công hàng xóm nói nhà vợ chồng tôi nhiều chuyện sao? Mà đúng rồi, sao cho nhà người ta hỏi thăm mà sấn sổ như muốn cào nát mặt người ta vậy trời. Xin lỗi. Mà nói nghe nè, không có quan tâm là đúng rồi. Cái cô đó cô bị vấn đề thần kinh đó. Trời ơi, sợ muốn chết luôn à. Bây giờ bà bỏ đi là mừng muốn chết luôn đó. Trời mừng lắm á. Tự nhiên sát bên nhà mình có ông bà điên, bữa nào buồn buồn tự nhiên chạy qua cắn hai vợ chồng tôi chạy nọc. Mất công tốn tiền chích ngừa. Thông cảm chút xíu nha. Tại vì con bé nó bị dị tật bẩm sinh, thần kinh không được bình thường. Đó cho nên là cô cậu đừng có để bụng nha. Trời, không ở không. Không có ở không mà để ý mấy cái chuyện đó đâu. Không sao hết trơn á, bây giờ bỏ đi là vui rồi nè. Hai chồng mình vui rồi đó. Vui rồi nè. Tôi định ra đây rước nó về thành phố để chữa bệnh cho nó. Bây giờ nó bỏ đi rồi, thiệt khổ quá. Dạ. Nè, cô cậu cho nhờ chút xíu nha. Chừng nào mà nó quay về đây á, làm ơn gọi điện báo cho tụi tôi đưa nó đi chữa bệnh nha. Trời, vợ chồng tôi đâu có rảnh làm thám tư tư vậy. Không, cái này là nhờ giả vậy mà. Anh, cà phê xích đâu, đưa số điện thoại. Dạ. Đây là cà phê xích của tôi. Có gì cậu liên lạc với tôi qua số này. Hậu tạ anh ta. Tôi sẽ hậu tạ. Dạ. Có hậu tạ hả? Dạ. Được. Có gì tôi sẽ gọi điện cho chú ha. Dạ. Cảm ơn cô cậu. Dạ. Hại người ta mà giờ còn làm bộ tốt bụng. Nhìn cái mặt đẹp, cái tướng sang trọng vậy mà cái lòng như ác quỷ. Bởi vậy mới nói. Chú Bách nói đúng không? Chú Bách đoán chuyện như thần. Diễm Khanh mà không bỏ đi, thế nào ông cũng giám sát Diễm Khanh. Không chừng ông đặt nguyên cái camera quan sát coi Diễm Khanh làm gì, đi đâu, ăn cái gì, uống cái gì, ngủ ở đâu. Cái gì ghê vậy? Chứ sao? Phải không? Chứ gì nữa? Bởi vậy đúng là ác quỷ thiệt mà. Hèn gì nãy ngồi đây nè, nhìn giống như là ác quỷ với thiên thần vậy đó. Mình là thiên thần. Phải.
Con Khanh nó bỏ đi đâu rồi không biết nữa. Có khi nào để đi tìm người giúp nó không? Trên Đà Lạt này nó đâu có quen ai. Hay là nó về thành phố? Ở thành phố nó nhiều bạn lắm á. Em nói cũng phải, mình phải tìm nó gấp, nếu không thì nguy. Mà cái con nhỏ này rắc rối thiệt đó. Hồi đó em đã nói với anh rồi, cho nó vô bệnh viện tâm thần đi, không chịu. Bây giờ nó mấy chuyện nó làm gì nữa? Anh, có khi nào nó về thành phố nó quyến rũ lại thằng Khang thì lại tội nghiệp cho con Lệ nhà mình. Cái con này coi vậy mà nó ghê gớm lắm á. Thôi thôi, mày im đi, để tôi suy nghĩ coi. Chú hiểu rồi. Ừ, cảm ơn cháu. Chào cháu. Có chuyện gì vậy anh? Đông nói gì gọi điện báo tin là ông Tường đã lên Đà Lạt tìm con Khanh. May là mình đi rồi, chứ không thì rắc rối nữa. Có lẽ từ giờ trở đi ông ta sẽ truy lùng con Khanh gắt gao. Em nhớ nói với nó là phải cẩn thận đó. Ừ, dạ. Thưa Dượng, thưa mẹ, con mới về. Con đi đâu vậy Khanh? Mẹ lo lắm đó. Dạ, con đi ra ngoài dạo chút xíu, ở nhà Hoàng ngột ngạt quá. Ông Tường đang cho người tìm con đó. Từ bây giờ con đi đứng phải cẩn thận nghe chưa. Ủa vậy là ông ta biết mình rời khỏi Đà Lạt rồi hả mẹ? Ừ. Đông đã vừa báo cho Dượng biết là ông Tường và bà An đã lên đó. Từ giờ con phải cẩn thận, tốt nhất là đừng nên đi đâu hết. Vậy chắc là họ đang tìm con dữ lắm. Nhưng mà nếu gặp thì cũng đâu có sao đâu. Bây giờ con có mẹ với Dượng rồi, còn không sợ gì nữa hết á. Dạ, chào hai bác. Có phải cháu là Xuân không? Dạ, mời hai bác vô nhà. Thôi được rồi, bác định hỏi chút chuyện thôi. Dạ. Nè con, nghe nói con là bạn thân của Diễm Khanh, con biết nó đi đâu không? Dạ phải, con là bạn của Diễm Khanh, nhưng mà đã lâu rồi tụi con không có liên lạc với nhau. Bộ có chuyện gì à? Nó bỏ nhà đi rồi, hai bác đang tìm nó. Bỏ đi đâu à? Nhưng tại sao lại bỏ đi chứ? Chuyện này nó dài dòng lắm. Bác trai nuông chiều nó quá, vậy mà nó cũng bỏ đi nữa hả? Vậy gặp cháu sẽ trách Diễm Khanh, sao lại dám bỏ đi như vậy chứ? Thì đó, thì bởi vậy mới nói. Nè, khi nào mà nó tới tìm con á, con nhớ báo cho bác biết nha. Dạ con biết rồi ạ. Có tin tức gì của Diễm Khanh con sẽ cho hai bác biết. Bác không phải là mẹ ruột của nó, nhưng mà bác thương nó lắm. Con biết không, nó bỏ đi như vậy á, bác lo muốn chết à. Con nhỏ này thật quá đáng. Có nhiều người lo cho nó như vậy mà lại dám bỏ đi. Vậy để con gọi điện thoại cho đám bạn hỏi tin tức của Diễm Khanh rồi sẽ báo cho hai bác biết. Vậy hai bác cảm ơn cháu trước nha. Dạ, cảm ơn con tốt nha quá. Không có gì ạ. Thôi hai vậy bác thôi, đi ha. Bác về nha. Hai bác về luôn ạ. Bác đi nha con. Dạ. Bác đi nha. Chú làm tôi hết hồn mà.
Bà Bách, tôi muốn được nói chuyện với bà. Chuyện gì vậy Vú? Bây giờ không có ai ở đây, tôi muốn hỏi bà. Bà hãy nói sự thật cho tôi biết, bà là ai? Nếu không tôi sẽ la lên cho mọi người cùng biết. Bà đừng tưởng Diễm Khanh không có ai bảo vệ. Có đó. Cậu nhạc sĩ Hiếu Khang rất là thương nó. Cậu ta là người có thế lực. Tại sao Vú nói chuyện này? Mà có chuyện gì nghiêm trọng dữ vậy hả Vú? Bà hãy nói thật đi. Bà không phải là mẹ của Diễm Khanh. Điều đó tôi biết chắc chắn. Vậy bà là ai? Bà nhận Diễm Khanh làm con với mục đích gì? Hả? Làm sao Vú biết tôi không phải là chị Nhã? Hôm cạo gió cho bà, tôi đã phát hiện ra bà Nhã có một vết son ở sau vai. Điều đó không thể tẩy xóa được. Bà gạt được ai chứ bà không gạt được tôi đâu. Vú, Vú đã biết chuyện này rồi thì giữ bí mật giùm nha. Vú đừng cho ai biết nha Vú. Tôi biết là bà sẽ giải thích rằng bà không muốn làm khổ nó, nhưng tôi không tin rằng bà thật sự thương nó. Vậy thì bà nhận nó làm con với mục đích gì? Bà muốn thay mặt ông Tường để chiếm gia tài của cha mẹ nó. Tại sao bao nhiêu người lớn lại chăm chăm vào hại một đứa con nít chỉ vì cái gia tài của cha mẹ nó? Các người không thấy làm như vậy là thất đức sao? Vú, Vú, Vú nói cho nhỏ thôi, đừng để cho con Khanh nó biết. Vú ơi, Vú thương nó nhiều như vậy, tôi cảm động lắm. Nhưng mà Vú yên tâm đi, tôi nói cho Vú biết, tôi là dì ruột của con Khanh đó. Trời ơi, Vú yên tâm đi, Vú đừng lo lắng gì nữa nha Vú. Tôi là dì ruột của nó nè Vú. Vú đừng có lo gì về tôi hết đi Vú. Gì vậy? Mẹ, tìm được nó chưa? Có biết nó đi đâu không? Chưa biết nữa. Mẹ cũng đang đau đầu về chuyện đó nè. Ba mẹ đi hỏi nhiều chỗ nhưng cũng không tìm thấy nó đâu hết trơn á. Có khi nào nó về thành phố không ta? Mẹ đang lo nó trở về đây rồi nó tìm cách đi qua đi lại dụ dỗ thằng Khang của con đó. Cái gì? Nó dám hả? Sao không dám? Cào nát mặt nó ra. Hay quá ha. Kỳ trước á, nó cũng dụ dỗ thằng Khang đó, không thấy hả? Trước khác, bây giờ khác. Không được, bây giờ con phải qua nhà anh Khang mới được. À, đúng rồi đó, con qua bển đi. Tìm cách nói xấu nó nhiều nhiều lên, cho thằng Khang sợ nó luôn nha. Chuyện này không cần mẹ phải dạy đâu. Con sẽ làm như thế nào hả? Cho nó trở thành một cái dấu chấm đen thui trong lòng anh Khang luôn. Đúng rồi đó, con phải làm sao á cho thằng Khang á tự động rời xa nó ra, nghe không? Dĩ nhiên rồi. Ừ, vậy đi liền đi con. Mời anh. Anh ăn đi. Sao tự nhiên em bày nhiều trò quá vậy? Dạ, vậy nó mới lãng mạn chứ. Anh chỉ sợ em cực thôi. Trời, có cực gì đâu, máy này em mua sẵn hết à, giờ chỉ cần để ra thôi. Anh không muốn em cực, dù chỉ là chuyện nhỏ. Anh quan tâm em vậy, em cảm thấy hạnh phúc lắm á. Anh sẽ mang lại cho em nhiều hạnh phúc hơn. Em có chuyện này muốn nói với anh nè. Em nói đi, anh nghe đây. Anh biết không, cái con Diễm Khanh á, nó bỏ nhà đi rồi đó. Em nghe mẹ em nói á hả, là nó đi theo tiếng gọi của tình yêu á.
Theo tiếng gọi của tình yêu là sao? Là theo trai đó. Mẹ em lên trên đó tìm nó mà có gặp đâu. Rồi nghe bà hàng xóm bà nói lại á hả? Nó mới chạy theo cái thằng nào á. Vậy sao? Ừ. Con nhỏ coi khù khờ vậy. Ghê thiệt á. Em không dám làm vậy đâu. Cổ có tự do riêng của mình, mà em quan tâm đến cổ làm gì? Bộ anh không quan tâm tới nó hả? Anh làm gì mà phải quan tâm đến cô ta? Cô ta đâu có thân thiết gì với anh. Tại vì lúc trước em thấy anh cũng quan tâm tới nó chứ bộ. Lúc trước quan tâm là tại vì anh thấy cổ tội nghiệp, anh thương hại đó mà. Nè. Em đừng có nói là em ghen với Diễm Khanh đó. Làm gì có. Em mà thèm ghen với con quỷ đó hả? Còn nó dở hơi tới mù. Em chỉ nói cho vui vậy thôi. Em ăn đi. Dạ. Sao mà giống chú Mười quá à? Lúc nào cũng ép tôi uống sữa. Tôi không có dám cãi vì tôi sợ chú buồn thôi. Chứ tôi ghét sữa lắm. Anh là người thứ hai làm vậy với tôi á. Tại chú Mười coi cô là trẻ con, cho nên bắt ăn khẩu phần ăn của con nít đó mà. Chú Mười nghĩ tôi như vậy. Còn anh có nghĩ tôi như vậy không? Đi chơi kiểu săn sóc con nít tôi không thích đâu. Tôi đang nghĩ là mình săn sóc một cô gái, tuy là hơi dữ nhưng rất dễ thương. Mình đã ảo tưởng về một hiệp sĩ, thậm chí mơ mộng về tình yêu đẹp như truyện cổ tích. Nhưng bây giờ ảo tưởng nó sụp đổ tan tành, chỉ còn lại cảm giác chán ngán, hụt thẫn. Trên đời này liệu còn có hiệp sĩ hay không? Chắc là có, nhưng họ ở trên thiên đường, hoặc đã chết hồi mấy thế kỷ trước rồi. Diễm Khanh. Chào Khanh. Anh Nam Quang. Bộ Khanh không nhận ra tôi sao? Nhìn anh lạ hơn lúc trước đó, nhưng mà tôi vẫn nhận ra anh. Hay mình vừa đi xem hàng mình vừa nói chuyện đi ha.
Tôi có nhiều chuyện muốn kể cho Khanh nghe lắm. Cũng được. Đi. Dạo này thấy Khanh thay đổi nhiều lắm đó nghe. Khác trước rất là nhiều. Vẻ buồn buồn nhưng rất là đẹp. Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp bằng như Khanh đó. Cảm ơn lời khen của anh. Ai mà nói tôi đẹp, tôi tin thiệt đó. Đẹp thì nhận chứ sao. Mà thấy Khanh có vẻ hiền hơn trước và chững chạc hơn nhiều. Lớn thì phải như vậy thôi. Sao tự nhiên hôm nay em có hứng thú đi siêu thị vậy? Thì lâu lâu cũng phải đi siêu thị mua sắm chứ. Em á, thực sự là một người phụ nữ của thời đại, muốn làm những việc nội trợ mà. Cho nên việc đầu tiên là phải biết đi chợ. Vậy sao? Em là một người phụ nữ của thời đại mới thì đâu cần phải hỏng mấy chuyện rắc rối như vậy đâu. Nhưng mà em thích đi chợ, mua đồ ăn về nấu cho anh ăn. Anh chiều em đi, em đi. Thôi được, anh chịu em hết mình luôn. Thà cho anh á. À, tối hôm qua tôi có xem chương trình ca nhạc ở trên TV á. Mấy bài hát đó anh hát rất là hay. Anh biết không, đôi lúc tôi nghĩ giá như mà có thể yêu cầu mấy bài hát đó được hát lại. Khanh nói thiệt hả? Nếu mà Khanh muốn á, tôi sẽ hát riêng cho Khanh nghe. Cảm ơn anh. Tôi á rất hợp với nhạc của anh Khang. Nhờ những ca khúc của ảnh mà tôi mới có được ngày hôm nay. Còn bà Lệ á, bà nổi lên cũng nhờ bài Vườn Hồng Mùa Nắng. Mà đúng ra ca khúc đó anh Khang sáng tác, đưa cho tôi để biểu diễn. Cuối cùng là đưa cho Lý Lệ. Không ngờ bài đó lại nổi đình nổi đám đến như vậy. Nếu mà bài đó giao cho tôi thì sẽ đứng đầu top 10. Lúc sáng tác anh Khang nói sẽ giao cho tôi. Vậy tại sao lại không giao? Anh chỉ muốn giúp đỡ cho Lý Lệ. Lúc trước Lý Lệ có hiền lắm, nhưng bị mấy ca sĩ đàn chị chèn ép quá. Anh Khang thấy tội nghiệp nên cố tình nâng đỡ. Bà nhớ ơn, rồi bà mê anh Khang. Càng mê thì càng ghen, ghen đến mức điên loạn luôn. Một ngôi sao như vậy mà phải hạ mình ghen sao? Lúc ở trên sân khấu thì là ngôi sao, xuống cũng là một người bình thường thôi. Mà bà dạo này cũng khỏe rồi. Sau chuyến đi nước ngoài vừa rồi, thấy hai người có dễ quấn quýt lắm. Anh Khang sắp về ở rể gia đình đó rồi. Cái gì? Con nhỏ này nó đi đâu ta? Không lẽ nó đã rời khỏi thành phố này rồi sao? Mẹ anh, sao rồi? Đã cho người tìm được Diễm Khanh chưa? Đã cho người tìm rồi, nhưng không gặp. Trời, vậy bây giờ phải làm sao chứ? Tự nhiên em thấy lo quá à. Anh còn lo hơn em nữa. Nhưng em an tâm đi, anh sẽ giải quyết ổn thỏa mà. Nè, anh đừng có ý ý, con Khanh không phải là tầm thường đâu nha. Tự nhiên nó mất tích như vậy, có khi nó âm mưu gì đó. Nói thì làm được cái gì? Giờ nó chỉ một mình trên cõi đời này. Cả thằng Khang cũng đứng về phe mình rồi. Thì biết là như vậy, nhưng mà dù sao thì mình kiếm nó được á thì cũng hay hơn không? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Tôi biết rồi. Thôi, đừng có nói chuyện này nữa. Tôi chở em đi ăn nha. Từ lúc mà con nhỏ đó mất tích á, em ăn không ngon, ngủ không yên đây nè. Ở đó mà đi ăn. Em cứ dậy hoài à. Làm ơn á, phấn chấn lên đi. Thôi đi ăn đi mà. Đi. Và ca khúc này Quang xin được gửi tặng cho một người mà Quang rất là yêu mến. Cô ấy mỏng manh như hoa tiêu quên.
buồn như mùa thu. Cô ấy hiện đang ở đây với chúng ta. Cô ấy tên là Diễm Khanh. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho cô Diễm Khanh. Dường như những ngày qua ta dần xa nhau, vì những lúc gần nhau không còn hạnh phúc. Vì em đã đổi thay, hãy vì anh hững hờ. Dừng lại hãy cùng đi tìm cuộc tình. Anh chờ cuối con đường. Ước gì cô cũng có nhu cầu ở gần tôi, như vậy đỡ phải rắc rối hơn. Tôi cũng muốn ở gần anh lắm, nhưng mà không thích bạn ở gần mẹ. Anh chờ cuối con đường, và nếu chẳng gặp em, anh đành nhìn tình yêu bước qua. Dù cho tim anh đã xót xa, anh chờ cuối con đường. Và nếu có gặp em, anh sẽ cười như lúc xưa ta nhìn thấy. Sẽ cười như lúc xưa ta nhìn thấy nhau. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn. Chào Khanh. Hôm nay Quang cố tình hát ca khúc này để nói giùm tâm trạng của Khanh, mà có đúng không? Sao nói vậy? Anh hiểu gì về chuyện của tôi? Có phải anh ta nói gì với anh không? Anh Khang đâu phải người dễ tâm sự như vậy, mà cũng không cần kể. Nhìn cử chỉ là tôi biết rồi. Lần gặp nhau ở siêu thị, hình như Khanh đau khổ lắm. Người như Khanh đáng lẽ phải sống trong lòng kính, được yêu thương, vậy mà sao Khanh khổ hoài vậy? Đúng là tôi có quá nhiều chuyện để khổ. Nhưng ngoại trừ chuyện tình yêu, tôi đã xóa tên hắn ra khỏi bộ nhớ rồi. Cho nên anh đừng thương hại tôi như vậy. Tôi nói thật, tôi cũng không hiểu tại sao anh Khang thay đổi nhiều như vậy. Anh đã yêu Diêm Khanh, giờ có thể yêu Lý Lệ. Hình như có chuyện gì đó không bình thường. Tình cảm không kiên định, nhẹ như hơi nước, thì chỉ cần một chút tác động là sẽ tan vào không khí. Chỉ có mình là ảo tưởng. Khanh, Khanh đang nghĩ gì vậy? Tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi. Thật ra thì giữa tôi và anh ta không có gì với nhau hết. Sao Khanh lại dối lòng như vậy? Khanh nghĩ là tôi tin sao? Cậu kiếm kỹ lại giùm tôi mong tìm lại con bé lắm. Chú khỏi đưa hình cho tôi đi, tôi còn nhớ mặt cô Khanh mà. Vậy sao? Hồi ông bà chủ Nhã còn sống á, cô Khanh rất được nuông chiều. Chắc vì vậy mà cổ thành thói quen đó, nên bây giờ bày đặt bỏ nhà đi bụi nữa. Tôi sẽ cố gắng tìm cô ấy cho chú. Coi như là tôi nhờ cậu. Từ lúc nó đi tới giờ tôi lo lắng lắm, nhưng không biết phải làm sao. Tôi đã tìm nó khắp nơi nhưng mà không gặp. Cô Khanh á, có người cha dượng như chú là diễm phúc của cô ấy. Vậy mà cô ấy còn kiếm chuyện nữa, bày đặt bỏ nhà đi bụi. Thiệt là hết biết luôn. Cậu không biết đâu, tôi mất ăn mất ngủ vì chuyện nó bỏ trốn. Cậu làm ơn tìm nó nhanh nhanh giùm, nếu không tôi không biết phải nói sao với bà Nhã nữa. Chú là người thật sự có tình có nghĩa. Thật ra cô Khanh bướng bỉnh vậy mà chú còn chấp nhận được. Không cần nói. Cậu không cần phải nói. Lo lắng cho nó là bổn phận của tôi. Chú tốt như vậy mà mọi người còn bàn tán lung tung, có vẻ bất lợi cho chú lắm. Họ đồn cái gì? Họ đồn chú ép con riêng của vợ,
để cho vợ sau ức hiếp cô Khanh và đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Dư luận đáng sợ thiệt. Tôi không biết làm như thế nào để cho họ hiểu nữa đây. Thôi chú đừng có buồn, cũng còn có người biết phân biệt tốt xấu mà chú. Thôi con xin phép chú ra ngoài, con làm việc tiếp nha. Ừ, cậu ra ngoài làm việc đi. Chào chú. Nhất định phải tìm ra con nhỏ này thì mới ăn ngon ngủ yên được. Anh, vết thương của anh sao rồi? Vết thương nào? Vết thương hôm bữa con Khanh nó tát anh đó. À, anh hết đau rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Cái gì? Vậy mà nói là chuyện nhỏ được hả? Đối với em đó là một chuyện động trời. Em còn ghim trong bụng đây nè. Thôi mà, em để trong bụng làm gì, mệt lắm á. Không được, em phải cho nó một bài học mới được chứ. Em làm chuyện đó để làm gì? Bỏ qua cho cô ta đi. Em không biết đâu, anh mà bên nó như vậy nữa hả, là em giận anh luôn á. Sao anh lại bên cô ta chứ? Anh biết không, tại vì á hả, nó yêu thầm anh, mà nó thấy anh với em tình tứ với nhau như vậy á, cho nên nó tức, nó mới hành động vậy á. Sao? Ừ. Nhưng mà nè, anh không muốn mọi người nghĩ là anh nhờ gia đình vợ để có tiền đâu nha. Trời ơi, anh là một nhạc sĩ nổi tiếng như vậy, tiền để đâu cho hết. Huống hồ chi á, anh đừng có nghĩ như vậy đó nha. Lệ nè, em có bao giờ nghĩ đến tương lai của tụi mình không? Có chứ. Trời, em nghĩ nhiều lắm á. Em nghĩ tới khi mà hai đứa mình lấy nhau nha. Có được một người chồng nổi tiếng như anh á, hạnh phúc lắm. Thì em cũng là người nổi tiếng mà. Nhưng mà thời của ca sĩ thì sẽ qua nhanh lắm. Anh không biết là mình còn có thể sáng tác được bao lâu nữa, cho nên anh muốn kinh doanh một cái gì đó. Trước mắt là đi theo ba em học hỏi kinh nghiệm, sau này mình có thể mở công ty riêng. Vậy anh vô công ty ba em học hỏi đi. Sau này thế nào anh cũng là con rể của ba mà. Ba sẽ dạy cho anh, giấu nghề đâu. Anh không muốn bác trai nghĩ là anh lợi dụng em đâu. Anh chỉ muốn em có kinh nghiệm và làm việc riêng thôi. Anh nói vậy là được rồi, để em về nói với ba ha. Anh Nam Quang, Khanh sao vậy? Sao thấy Khanh buồn buồn? Không có gì hết. Mà anh có thể đi uống cà phê với tôi được không? Được chứ. Hay là mình đi kiếm quán cà phê nha. Ừ, cũng được. Thực ra là Khanh đang có chuyện gì vậy? Khanh đừng làm cho tôi lo lắng quá. Tôi biết anh lo cho tôi, nhưng mà lúc này
Anh đừng hỏi nữa nha. Nếu Khanh không muốn nói thì tôi cũng không ép. Thôi mình tới quán bên kia đi. Dạ thưa bác, con vốn rất là thích kinh doanh, nhưng mà không có kinh nghiệm. Vì vậy mà con để ý đến những công ty lớn khác để mà học hỏi kinh nghiệm. Nếu sau này ra mở được công ty riêng là rất tốt. Cậu thích kinh doanh thì sao? Chẳng phải công việc của cậu là sáng tác nhạc hay sao? Làm việc gì cũng cần có nghề tay trái mà bác. Con thích kinh doanh lắm, nhưng mà gia đình bác con theo ngành này. Con cũng may mắn nên mới được nhiều người yêu thích nhạc của mình. Nếu cậu thích kinh doanh như vậy, sao không bỏ vốn hùn với một công ty nho nhỏ nào đó? Dạ, con cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng mà con không biết là mình có nên tin người ta hay không nữa. Vậy sao? Bác nè, con rất là thích kiểu cách kinh doanh của bác. Nếu như con có cơ hội để đi theo bác học hỏi thì đó là một điều may mắn đối với con. Không biết bác nghĩ sao ạ? Nếu con đi theo bác học hỏi thì thứ nhất, con sẽ phụ giúp được bác. Người trong một nhà dù sao cũng tin tưởng hơn. Thứ hai, nếu thành công, con sẽ mở một công ty riêng. Cuộc sống của con và Lý Lệ lúc đó sẽ an nhàn hơn. Cậu tính toán cũng khá lắm. Nhưng để tôi xem lại coi đã. Nếu công ty thiếu người thì tôi sẽ đưa cậu vô. Nhưng mà tôi nói trước, tôi công tư rõ ràng. Tuy rằng cậu là người thân thiết với nhà tôi, nhưng tôi không chiếu cố cậu đâu. Dạ, con biết mà bác. Con sẽ cố gắng phấn đấu. Ừ, được vậy thì tốt. Dạ. Thank you.